Chợ Cá Nhâm, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã bất ngờ bốc cháy vào lúc 15 giờ 45 ngày 25 tháng 12 năm 2013, làm 9 căn nhà buôn bán các mặt hàng tạp hóa, thuốc thú y trong chợ bị cháy rụi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 5 xe chữa cháy xuống hiện trường và huy động thêm 4 máy bơm để bơm nước trực tiếp từ sông Mang Thít lên. Gần 100 lính cứu hỏa, lực lượng công an dân phòng đã đến hỗ trợ người dân dập lửa. Dù thời điểm cháy không có gió nhưng đa số các nhà là nhà cũ nên ngọn lửa cháy nhanh, làm các căn nhà gần như cháy rụi. Một số tiểu thương đã kịp thời mang hàng hóa ra bờ kè sông Mang Thít để tránh bị cháy. Riêng các kiosk trong chợ không bị cháy, nhưng do hoảng loạn, các tiểu thương đã dọn hết quầy sạp và hàng hóa để tránh bị cháy lan. Đến 17:30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các ngành chức năng phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân và bố trí lực lượng giữ tài sản của các hộ này trong quá trình chờ khắc phục thiệt hại. Đồng thời thống kê số tài sản bị thiệt hại để có hướng hỗ trợ theo quy định và vận động từ các đoàn thể chia sẻ và bố trí chỗ buôn bán mới cho các hộ bị thiệt hại. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít tặng mỗi hộ bị thiệt hại 2 triệu đồng. Sau khi thống kê thiệt hại cụ thể, sẽ có hướng hỗ trợ tiếp theo. Chợ Cá Nhâm hoạt động đã lâu năm, hiện nay đã xuống cấp. Theo kế hoạch sẽ xây mới thành khu bách hóa tổng hợp Cá Nhâm trong năm 2014.